Hiện nay võng xích đu là mẫu võng thư giãn đang được rất nhiều khách hàng yêu thích bởi kích thước nhỏ gọn, tiện lợi. Là loại võng sử dụng được ở những góc hẹp như ban công, sân thượng, góc học tập, cà phê sân vườn. Lưới võng được đan thủ công từ sợi cốt tông kết hợp với cán gỗ, làm cho võng thêm phần êm ái và dễ chịu khi ngồi hay nằm. Lưới võng có 3 màu như trắng, vàng và xanh lá để bạn tha hồ lựa chọn theo sở thích. Võng có thể sử dụng khung treo hoặc bắt trực tiếp lên trần nhà. Võng xích đu Tín Thành Phát được làm ra từ đôi bàn tay khéo léo của những thợ đan thủ công tài ba. Những sợi dây được kết hợp tỉ mỉ với nhau một cách tinh tế, tạo ra một chiếc võng êm ái, dễ thương. Với võng xích đu, bạn sẽ có cơ hội tận hưởng không gian thư giãn một cách hoàn toàn mới mẻ. Bạn có thể tìm thấy sự yên bình và thoải mái thực sự. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn hãy truy cập website www.tinthanhphat.com.vn hoặc liên hệ đến số hotline 0948 857 442 0962 988 843 của chúng tôi để được tư vấn.